cô gái nào cũng hy vọng có thể gặp được người đàn ông luôn yêu thương, sẵn sàng đồng hành với mình suốt quãng đời còn lại. Và nếu tìm được một người đàn ông bỏ qua tất cả khuyết điểm, luôn trân trọng và nâng niu, chắc hẳn bạn sẽ vô cùng hạnh phúc. Những ngày qua, trên mạng xã hội, một tài khoản liên tục chia sẻ các clip về vợ của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong một clip mới đây, khi có người hỏi đẹp trai vậy mà lại lấy vợ mập, anh đã vui vẻ trả lời, lúc khó khăn nhất, cô ấy đã ở bên cạnh anh, hiện tại và tương lai luôn bên nhau, quan tâm chăm sóc nhau, đơn giản vậy thôi. Hay trong clip khác, có người cho rằng, vợ anh không hề đẹp mà cứ khoe suốt, anh thẳng thắn đáp lại, xấu hay đẹp cũng là vợ mình bạn ơi, mình đăng lên đây không phải để khoe, mình chỉ làm cho vui bạn nhé. Câu trả lời ngắn gọn, đơn giản, nhưng đã khiến không ít cư dân mạng xúc động trước tình cảm mà anh chàng dành cho vợ. Dưới bài đăng, vô số bình luận khen ngợi, đề cao tình cảm của anh. Nhiều tài khoản nhận định, cô gái này quả thực rất may mắn khi tìm được anh chồng tâm lý và yêu thương mình. Trước đó, vào thời điểm vợ anh mang bầu, anh đã chu đáo chuẩn bị quần áo, đồ dùng sau sinh cho vợ. Mặc dù chưa xác định được nơi sống của đôi vợ chồng này, cũng không rõ trong thực tế cuộc sống của cả hai diễn ra như thế nào, nhưng theo dõi những clip anh chồng tự quay, phần lớn mọi người đều cảm nhận được tình yêu vô bờ anh dành cho một nửa của mình. Đặc biệt, trong xã hội, liên tiếp xuất hiện các màn bắt ghen, đấu tố, bóc phốt nhau chỉ vì người đàn ông không chung tình, chê bai vợ, thì cuộc tình của họ càng đáng được đề cao và trân trọng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về đôi vợ chồng này? Hãy cùng chia sẻ với phần bình luận nhé!